Ông có biết là ông ngu lắm không? Ở trong căn nhà này không một người nào là vô tội hết. Cô Nguyên tự lỗi nhau, cô biết không? Bây giờ tôi nói câu mà trả lời câu là bắt nợ cáo với một gia tài hả? Bây giờ ba không còn cái gì để trả nợ hết. Trong bộ phim Đêm tối rực rỡ, Kiến An làm vai ông Toạt, là một người nghiện cờ bạc, người chồng, người cha, người ông vô cùng bạo lực. Và ông cũng chính là nguyên nhân gây ra mọi cái tổn thương cho tất cả các thành viên trong gia đình. Phương Dung được đạo diễn mời vào vai bà gái, người phụ nữ mà hơi đồng bóng một chút xíu. Có thể nói là cái cuộc sống của bà ta hơi vô tư. Đám ma của người thân mà mặt thì lúc nào cũng phấn son màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Màu nào ra màu đó. Không phải là hung dữ, không phải là hiền hậu, mà là một cái vai mà nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong là cả bầu trời mới là nội tâm của bà ta. 3, 2, 1, action. Cái vai Xuân Thanh nó dễ mà nó khó thì rất khó. Tại vì cái người mà đóng cái vai đó thì phải hiểu cái bệnh tâm lý. Và cái kiểu điên của mình nó sẽ khác với lại cái điên của người bình thường nữa. Có nghĩa là một người rất là bình thường, đang bình thường thì điên lên. Trấn Đông, chết mẹ con tôi luôn đi Xuân Thanh. Cái cảnh mà Uyên nghĩ là nó làm khó Uyên nhất đó là cái cảnh khi mà sau khi chia tay Mai Anh, Uyên phải có một cuộc suy sụp hoàn toàn. Tức là cái nhân vật này á, là đang đứng được, đang sống được một cách bình thường, hay là đang là dựa vào cái tình yêu thương với con của mình, con gái của mình bị lấy đi khỏi mình. Đó là cái khoảnh khắc mà nhân vật này mất hết tất cả mọi thứ luôn. Không biết là đang sống vì cái điều gì, mà dựa vào cái gì để sống. Cô này buộc phải mạnh mẽ lên. Anh có rất là nhiều trách nhiệm với gia đình mình. Anh phải lo phủ thờ nè, lo cho ba má sau này nè, rồi còn hai đứa con anh nữa. Rồi anh làm sao? Về cái phần cái tính tốt á, thì anh khá là vui tính và cũng thương vợ thương con. Nhưng mà về cái mặt trái đó thì Kim Hoàng là một người khá là ích kỷ và khá là phô trương. Bây giờ tôi nói câu bà trả lời câu hả? Chứ bây giờ ông muốn ông nói một câu tôi trả lời lại mấy câu. Thôi mệt quá ăn đi. Thôi để tôi nhịn cho ông vừa lòng hả dạ. Bích Ngọc là con dâu của gia đình, một cái cô gái tính tình cũng không được hòa đồng với mọi người cho lắm, lúc nào cũng nóng nảy và rất là cộc cằn. Phương và Bích Ngọc rất là khác nhau, không phải vì cái lý do đó mà gây trở ngại. Chính vì mình khác biệt với Bích Ngọc như vậy thì mình mới càng có thể xây dựng được cái hình ảnh của Bích Ngọc đối lập hẳn với con người thật của mình ở bên ngoài, để mọi người nhìn thấy rằng đây là một người phụ nữ điển hình của những cái người phụ nữ mà ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Kim Bảo trong phim á, là cổ mà yêu ai cổ không có nói ra. Ví dụ như là cổ rất là yêu thương gia đình, rất là yêu thương anh chị em, rất là yêu thương ba má, nhưng mà không bao giờ nói ra cái điều đó. Và cái sự yếu đuối của Kim Bảo chỉ có mỗi mình Xuân Thanh là thấy được cái điều đó, còn tất cả mọi người trong gia đình là chỉ có thấy được cái mặt ở ngoài, là con Kim Bảo này là một đứa con gái rất là hư hỏng, rất là ăn chơi, rất là quậy phá, không biết yêu thương ba mẹ, không biết yêu thương gia đình, cứ bỏ nhà đi suốt như thế. Em cũng bỏ nhà đi mà đi kiếm tiền đi làm. Về diễn viên, đó là cái bước rất quan trọng. Nghĩa là diễn viên cũng phải là con rối, không thể là mình có thể điều khiển được theo ý của mình là đi từ A đến B đến C. Đó là sự hợp tác với nhau. Thì mình rất là mừng là mình đã có thể kiếm được không những là diễn rất là hay, rất là xuất sắc, rất là hợp với những cái vai đó.